Trồng ngô. Trồng ngô. Xin. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn trong suối lại tiếp tục trồng ngô. Hôm nay là mình cầm ít ngô nếp xuống, các bạn sẽ trồng. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tên tôi là Milton. Chỗ này là ngày hôm nay mình sẽ trồng khoảng tầm từ 5 đến 700 cây. Tại vì là trồng vừa đủ thôi thì bán nó dễ. Tại vì là ngô nó thu hoạch trong 1-2 tuần là phải thu hoạch xong. Một tuần là phải thu hoạch xong. Không thì ngô sẽ già và nó sẽ hỏng. Chỗ này là ngày hôm qua là các bạn ấy cũng đã nhổ xong hết cỏ rồi. Nhổ rất là sạch. Thì chỗ này nó rơi tầm khoảng 20 luống. Mình sẽ chia ra làm đôi. Mình sẽ tách ra, mình trồng khoảng tầm nửa tháng sẽ trồng một đoạn loạt mới để có ngô bán theo hàng tháng. Còn bây giờ hiện tại là nó có củ đậu, là mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ trồng sang hai bên má luống. Củ đậu thu hoạch các bạn ấy sẽ vun lại ngô thì nó sẽ tạo thành rỗng. Còn khi mà trồng ngô ở trên ruộng củ đậu rồi thì là mình sẽ không thể phun nước sâu kia được, thì mình sẽ lúc đấy mình sẽ phải bắt bằng tay hoặc là sẽ phải dùng ớt giã ra và ngâm với tỏi để phun, để xua đuổi sâu. Còn các bạn ấy bây giờ dọn cỏ hết gọn vào một đống acide salmon thì bông acide saki de salmon thì cặp bình luôn bún khè acide phôi xét xa tu đủ can tay rồi. Củ khá to rồi. Củ như này là được bán đấy mọi người. Ở đây là củ như này là người dân là đã nhổ đi bán rồi. Nhưng mà mình đợi hết mưa chuyển sang mùa khô thì mình mới bắt đầu bán. Như này là mang chợ là đã có khách hàng mua rồi. Trồng cà rốt thì chả thấy có sâu bệnh gì cả, rất là dễ trồng mà bán cũng rất là dễ. Tôi nhớ phải có một ít vải phát sinh là mình leva, tá bom. Ê, então não vamos na fazenda do pai buscar mandioca, no pai que sonha. Já vamos lá buscar mandioca. Tô me falando isso aí, fazer vídeo, não é, tô me falando. Aqui também vai vir a medir, diretamente ali. Tira esse lixo também. Tira. Será que ele é tipo não meter na água? Até. Não meter água. Até. Deixar bem úmido. Já vai ter um GPS. Milton, cavai, mini, cavai. Na, Isa. Plantar uma. Sim, só uma. Ninho de leite. Na do que, ó. Aqui uma. Direito, ó. E lá do assim também? Sim, do lado assim. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver. Do nada, do S.
Ya sao tanto tú no son. Menifica atrae. Pronto. Plantas já é assim? Sim. Uma. Sim, uma. Não, uma não. Só uma. Deixa aqui, sabe? Bây giờ các bạn ấy sẽ bắt đầu trồng ngô. Là chỉ trồng hai bên má luống thôi. Trồng ngô. Trồng ngô. Sí. Đi tông vai cà va de Samini planta. Não, cây C. Espera, espera só. Eu fazer isso. Assim. Tipo assim. Mete essa. Mais rápido. Duas pessoas trabalham rápido. Então, a menina levar uma que é. Insada, uma... Lá em casa tem insada pequena, katana. Katana, com katana. Bây giờ cháu Mini sẽ không có cuốc này và sẽ dùng dao. Bây giờ mà cứ đợi bán củ đậu thì các bạn ấy sẽ mất một vụ, nên là mình sẽ trồng kế luôn. Cắt xa bông, ra tù nó cho me. Ra tù, ra tù. Đây có một con con này nó ăn kinh ngô giỏi lắm đây mọi người. Dế mèn ấy. Mùi. Su mà. Hay đề xa. Đã xuyên. Cũng đã bốt rồi. Esse acabou, esse tira mais, esse, né? Pra mim fica mais fácil tirar no bolso de trás. Bolso frente. Aqui passar tudo o grau cair. Anh xin mà đâu bãi sụp đẹp vui tê khá kỳ cả ba anh bãi sụp ok đẹp vui anh đi tôi ao tủ á xì đẹp và ga sâu nó mua tụt xây u xì đôi cả bé xà cũng tìm mua tụt nhau. Bây giờ mình sẽ chọn cái củ đậu bây giờ hiện tại bây giờ nó đang lên cây mới và mình sẽ rửa đi và mình sẽ kiểm tra là củ đậu nó có vấn đề gì không mọi người nhé.
Củ đậu sau khi mà đã được lên ngọn mới này vẫn rất là ok. Này vẫn đợi được mọi người, đợi bán. Có vẻ là củ đậu rất là già rồi, sơ. Hiện tại thì là mình sẽ trồng 13 luống, mỗi luống tầm khoảng từ 54 đến 56 cây. Tại vì là một hàng mình đã đếm rồi là 54 cây hoặc là 56 cây. Thì các bạn ấy sẽ trồng đến 13 luống. Và các bạn sẽ trồng từ 600 đến 700 cây thôi, trong tầm đấy thôi. Xong rồi các bạn lại kế tiếp khoảng tầm 15-20 ngày nữa các bạn lại kế tiếp một loạt mới. Đi xuống quê mai lùm. Nhiều dưới mèn lắm, không biết là nhiều dưới mèn như vậy trồng có được ăn không. Đây là do là gà vào nó phá nên là mình đã bỏ các bạn ấy phải chăng lưới vào để cho hành nó lên. Gà nó vào nó dãi nó hỏng hành. Thì ở đây thì có con thằn lằn mọi người, đây là thằn lằn đấy, nó cắn đấy, con này nó cắn mạnh lắm ấy, nó đuổi người đấy, con to nó đuổi người đấy mọi người. Con này chắc là không ra được. Vườn hành của các bạn ấy lên rất là đẹp rồi. Nhưng mà bây giờ nó đang có nắng. Đây là toàn bộ hành của các bạn luôn. Bạn nuôi tồn, bạn nó gỡ con thằn lằn này ra. Ở bên này nó sẽ có một màu khác. Nâu tinh kẻ của ta. Thả ra để nó bắt sâu bắt bọ. Cô ta phiêu. Bây giờ mình sẽ đi đây xem là cái cải bố nhà các bạn nữa lên chưa. Rút khi đá. Cái này là không biết là con gì nó ăn đây mọi người. Nó ăn hỏng mất một củ rồi. Còn là đây là củ lè rất là to, củ lè sắp được ăn rồi. Chắc chỉ một tuần nữa là mình sẽ cho các bạn ăn thử su hào. Su hào lên rất là đẹp, phần trên này cũng rất là đẹp, rất to, lại to. Đây này cũng hai củ liền. Đôi patata. Xin ai kia. Xay bông. Xin ni bà tiêu cà bè xa. Chú dùng gong gô. Xin cô vừa đôi su hào lên rất là đẹp rồi.
sắp được ăn rồi, của các bạn ấy chăm sóc là sắp sửa được ăn rồi. Còn trên này tỏi là có bạn Phoenixy trồng tỏi, bắt đầu hôm nay lại lên rồi. Toàn bộ tỏi bắt đầu là đâm chồi lấy lọc hết rồi. Còn cà chua của các bạn ấy leo hôm vừa rồi đã lún phún này, đã lên được trên đây rồi mọi người, sắp sửa được đánh ra trồng rồi. Còn trên này là cải Bồ Đào Nha, hôm vừa rồi mưa to nó đang bị nó đang như kiểu là bị gãy gốc. Mùa này thì nó chỉ được như vậy thôi mọi người, tại vì mùa này đang vào mùa hè. Cải này là nó thời tiết nó lạnh thì nó sẽ lên rất là khỏe. Mình đang trồng là trái vụ đấy mọi người. Trái vụ thì bán nó mới rẻ, nếu vào vụ thì người dân trồng rất là nhiều. Bạn miêu tồn với cháu Mini là trồng gần xong rồi. Mình nhìn thấy dế mèn là mình phải đập chết nhé. Dế mèn này nó phá, nó ăn cái cây ngô lon, cái cây ngô mà mới được 1-2 lá mầm nó ăn mạnh lắm. Từ đến giờ là mọi người cũng đã trồng được khoảng luống rồi, còn mấy luống nữa là xong thôi, còn 1-2-3 luống nữa là ok thôi, là các bạn sẽ trồng xong ngô, cóc, xin, đây là con cóc, đây là mata peso, một đây, con em mồi, sập, cóc, sapu, tên mua từ tiếp, con cóc. Así no come bom, no conoce si. Tipo aquele da minha cozinha, tem bué aqui, na do rio. Sapo outro. Sim, aquele grande, come bom. Esse grande, outro tipo. Con kia mỗi lần mình nấu cho các bạn ăn là con cháo chuột. Con cháo chuột chứ không phải là con cóc này. Con cóc này ăn không thật chết người ấy, làm không thật là cái mật của nó. Cái mật của nó hoặc cái gan của nó là dạ, trong cái gì trong dạ dày nó là không ăn được, ăn được chết người. Đất của các bạn ấy vẫn còn ẩm, đợt này là mình cũng đã không ủ nữa mà mình trồng luôn. Mình ủ đến lúc các bạn ấy dùng tay đấy là thường sẽ hay bị gãy cái mầm, nên là hôm nay là mình để cho các bạn ấy trồng trực tiếp luôn. Đất rất là ẩm, khoảng tầm 4-5 ngày, nếu một cái đất ẩm như thế này thì khoảng tầm 4-5 ngày là sẽ mọc. Đất cũng rất là tơi, mình đợt này mình sẽ không cuốc, sau này mình củ đậu bán hết cái là mình bắt đầu vun vào cái là tạo thành núi luôn đó. Sau khi các bạn ấy đã trồng xong ngô, mà chỗ này là chỗ để giấm ngô, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục là giấm ngô ở đây là khoảng 100 cây, chỗ này mình đếm qua là được 100 cây, cứ một cái ô này các bạn sẽ trồng một hạt ngô vào để tránh sau này trường hợp ở kia nó chết hoặc là sâu bọ nó ăn. Com kể com cementi com đê đủ để mau. Sim. Não fecha. Não. Não fecha. Não fecha. Sim. O primeiro de sa cementi muito fundo. Sim. Ah, ok, entendi. Parece no fundo. Não fundo muito não. Felix, si no entiende planta, igual
Iguameni so. Si. Bạn Felix thì không biết trồng. Đấy, cháu Mini cháu còn trồng giỏi. Chỉ việc ấn xuống cái là tí các bạn chỉ rắc một tí đất lên là ok thôi, để tránh hiện tượng chuột nó ra là ăn hạt. Trồng ngô. Trồng ngô xinh. Oi gì anh Sina kể. Tính vậy. Semana rắp ra nê bông. Semana. Xinh semana. Xương đạp phê là. Thứ mấy? Thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai. Thứ hai. Tết sạp phê là. Thứ ba. Qua tạp phê là. Thứ năm. Xe tạp phê là. Thứ sáu. Domingo. Thứ nhất. Ok. Sábado. Mình đang vào ngày thứ bảy. Ok, thế là cháu đã học xong phần của một tuần rồi. Mai kể. Mai kể. Mai kể. Ở từ lê mai bông em, kể sư tân phần. Ôi lê muôn tù anh ơi thì à mai phá la bông. Ok. Sì, à mai phá la bông. Bông em. À mai nhà vi á. Ngày mai mình sẽ đến đây và xem là cháu sẽ học được thêm những gì. Buổi tối hôm qua cháu bỏ cháu đọc rất là nhiều, nhưng mà hôm nay không nhớ, chỉ nhớ mỗi em một tuần có bao nhiêu thứ thôi. Felix si como? Hả? Fala? Sim. Ah, eu sono muito. Cheguei em casa só dormir. Dia dormir, noite dormir. Não, de dia não, eu nunca mais dormi de dia também. Tu đi về você dormir né? Levantar oi tu hoa là. O sono. Hmm? Sono tonto fa. Depois comece a fechar pouco o gato no comer. Còn hôm vừa rồi các bạn ấy, bạn Felixi là mấy mình là đi mua được mấy cá, nhưng mà đến lúc thả xuống không chết con nào cả, con nào cũng vẫn còn sống. Sáng nay là mình nhìn thấy đủ 6 con. Còn rau của các bạn ấy là đợt vừa rồi mưa rất là to nên là cũng đã hỏng hết rồi. Các bạn cũng đã bán được một phần, còn một phần để nó già. Rau nó già nó sẽ bị hỏng. Những cái lá này là ngày xưa là nó bị bọ nhảy nó ăn. Xong rồi là gặp mưa một cái là nó bị hỏng hết. Còn ở trong nó cuốn rất là to. Các bạn ở đây là vẫn tiếp tục trồng ngô, trồng loạt mới. Còn hôm nay video của mình đến đây kết thúc. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt, hẹn gặp lại ngày mai. Bye bye mọi người.